episode không cần luật sư. Thật bất ngờ, đó chính là Steve Jobs, tổng giám đốc điều hành của hãng Apple. Nào mọi người chú ý, hôm nay chúng ta có một cuộc họp gấp về chiến lược của FPT. Trước khi bắt đầu, mọi người hãy cùng chú ý lên màn hình để xem thông điệp của anh Bình. Xin chào các vị. Buổi họp hôm nay, tôi muốn đề cập với các vị một vấn đề sống còn đối với FPT. Nếu chúng ta không giải quyết triệt để vấn đề này, thì FPT sẽ... Các bạn thân mến, buổi đào tạo hôm nay với tư cách là một chuyên gia tâm sinh lý, tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ một số vấn đề nhạy cảm về cuộc sống khi mới kết hôn. Trong những năm gần đây, vì nhiều lý do khác nhau, tăng trưởng của tập đoàn đã không được như kỳ vọng. Của các cặp vợ chồng mới cưới, những vấn đề trục trặc trong đêm tân hôn dẫn đến việc không thỏa mãn của cả hai phía, phần lớn là do lỗi của lãnh đạo phải là tấm gương của sự tận tụy, phải đam mê, phải cháy hết mình cho người vợ của mình. Hạnh phúc gia đình chính là sự tổng hòa, khoái cảm của cả vợ lẫn chồng. Mà lãnh đạo phải là người đi đầu. Tuy nhiên, một vấn đề lớn của FPT hiện nay là tính fractal giữa các cấp đã bị bẻ gãy. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi để mang lại khoái cảm cho bạn tình của mình, tạo điều kiện cho sự thụ thai ngay trong tuần trăng mật. Con cái chính là niềm vui, là sự gắn kết hạnh phúc. Do đó, ngay trong năm đầu tân hôn, các bạn cần cố gắng thực hiện chương trình chuẩn hóa bộ máy lãnh đạo. Mục tiêu nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo vững mạnh, trong sạch ở mọi cấp, có đủ năng lực để sinh con. Trong trường hợp vì lý do nào đó các bạn chưa muốn có con thì có thể sử dụng nhiều biện pháp tránh thai khác nhau. Trong đó, bao cao su là biện pháp tốt nhất để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng và đưa FPT trở thành tập đoàn toàn cầu hàng đầu Việt Nam, đồng thời là nơi giải quyết vấn đề sinh con ngoài ý muốn như bệnh viện phụ sản trung ương, bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, việc lạm dụng các biện pháp tránh thai có thể gây ra cho một số lãnh đạo công ty biểu hiện mất lựa, tham quyền cố vị, thiên vị người thân và đặc biệt nhức nhối là hành động trục lợi cá nhân. Về lâu dài, điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng tăng lên rất cao. Đối với những cặp vợ chồng không sử dụng biện pháp tránh thai, dù vẫn sinh hoạt đều đặn mà sau 2 năm vẫn chưa thấy gì, thì cần phải gặp ngay Ủy ban kiểm soát nội bộ FPT để kiểm soát định kỳ việc tuân thủ các quy định tại các đơn vị. Đoàn kiểm soát đã phát hiện ra một số cán bộ không tuân thủ quy trình mua sắm, có dấu hiệu không minh bạch trong việc lựa chọn nhà cung cấp, gây thất thoát số lượng tinh binh của chàng. Trong trường hợp này, người chồng cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa để điều trị. Ngoài ra, các bạn cũng có thể lợi dụng vị trí công tác, lập công ty thân sau do vợ hoặc chồng hoặc người thân đứng tên để mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho FPT nhằm tư lợi cá nhân. Đối với những trường hợp này, Hội đồng kỷ luật FPT kiên quyết yêu cầu thắt ống dẫn chứng để triệt sản. Đối với những trường hợp bị mắc các bệnh nan y khác, bác sĩ điều trị cũng đề nghị Hội đồng kỷ luật cấp đơn vị xem xét cho thôi việc. Một trong những nét văn hóa đẹp của FPT mà mỗi người FPT đều tự hào là sự trung thực và trong sạch. Đáng tiếc là nhiều cán bộ FPT lại không tuân thủ lời khuyên của bác sĩ phụ khoa, dẫn đến việc vi phạm tinh thần FPT. Điểm mấu chốt là chúng ta mất niềm tin với những cán bộ như vậy. Và khi đã không còn tin thì không nên sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Giáo sư phụ sản nổi tiếng thế giới Ozino đã từng nói: chính tinh thần FPT là động lực đưa tập đoàn thành công như ngày hôm nay. FPT đang đứng trước cơ hội to lớn và lúc này tinh thần FPT lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nâng cao tinh thần FPT là hành động trọng yếu nhất trong chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh mà tập đoàn vừa phát động. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông điệp của tôi. Đoàn công nghệ nó máy móc như thế này à?
của mẹ hôm nay họp à? Hi, chào các bạn. Nếu các bạn muốn xem các clip tiếp theo thì hãy subscribe và like ở đây nhé. Tại gì nào?